Thưa quý vị, sau một năm gián đoạn bởi đại dịch COVID-19, giải bóng đá thiếu niên nhi đồng cúp truyền hình BRT được nối lại trong năm 2022 và là sân chơi mùa hè được đông đảo em nhỏ mong đợi. Giải đấu lần thứ 3 diễn ra trên sân vận động thị xã Phú Mỹ từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 7. Tuyển chọn lực lượng tham dự cúp truyền hình lần thứ 3, các huyện thị thành trong tỉnh đang tích cực triển khai thi đấu tại cơ sở đối với hai nhóm tuổi U11 và U13. Thị xã Phú Mỹ là địa phương đầu tiên tổ chức giải bóng đá thiếu niên nhi đồng. Gần 200 cầu thủ U11, U13 từ các đội bóng phường xã, trung tâm bóng đá cộng đồng trên địa bàn thị xã tham dự. Giải đấu khai mạc vào sáng nay, 4 tháng 6. Giải bóng đá thiếu niên nhi đồng thị xã Phú Mỹ năm 2022 thu hút gần 200 cầu thủ U11, U13 của 15 đội bóng thiếu niên nhi đồng đến từ các xã phường, trung tâm bóng đá cộng đồng trên địa bàn thị xã. Ở nhóm tuổi U11 có 8 đội bóng được chia làm 2 bảng, thi đấu vòng tròn, chọn 2 đội xếp nhất nhì mỗi bảng vào vòng bán kết. Thi đấu theo thể thức tương tự ở lứa tuổi U13 có 7 đội. Ngay sau lễ khai mạc là 6 trận đấu của hai nhóm tuổi U11 và U13. Kết quả đội U11 phường Hắc Dịch thắng U11 trung tâm bóng đá cộng đồng Phú Mỹ 3 với tỷ số 8-0. U11 trung tâm bóng đá cộng đồng Phú Mỹ 1 thắng U11 phường Mỹ Xuân 6-1. U11 xã Tân Hòa đánh bại U11 xã Sông Xoài 4-1. U13 xã Tân Hòa thắng U13 trung tâm bóng đá cộng đồng Phú Mỹ 2-1. U13 Sông Xoài để thua U13 Tân Phước 3-0. U13 Phú Mỹ thắng đậm U13 Hắc Dịch 9-0. Thì các em tham gia rất là đông và hào hứng. Số lượng thì tăng so với lần trước và chất lượng cầu thủ thì tôi thấy tốt hơn. Điều này thì làm cho chúng tôi cũng rất là phấn khởi. Vì có được cái lứa cầu thủ mà chất lượng từ U11 và U13 thì chúng tôi sẽ cố gắng tập luyện và sẽ cố gắng đưa các em vào các trận chung kết của giải bóng đá thiếu niên nhi đồng cúp BRT tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Khởi động từ năm 2019, giải bóng đá thiếu niên nhi đồng cúp truyền hình BRT đã lan tỏa sâu rộng trong phong trào bóng đá trẻ tại Bà Rịa Vũng Tàu. Từ sự lan tỏa này, năm 2020, ngành văn hóa thể thao thị xã đã thành lập trung tâm bóng đá cộng đồng, vừa để phát hiện vừa đào tạo những năng khiếu bóng đá trong nhóm tuổi U11, U13 trên địa bàn thị xã Phú Mỹ. Các cầu thủ đang học tập rèn luyện ở trung tâm bóng đá cộng đồng thị xã Phú Mỹ đã thật sự tạo sinh khí tươi mới, mạnh mẽ cho giải bóng đá thiếu niên nhi đồng thị xã Phú Mỹ. Trung tâm hỗ trợ cho thành lập ra một cái trung tâm bóng đá cộng đồng Phú Mỹ thì cũng tạo được cái làn gió mới cho thị xã Phú Mỹ, có được những nhân tố, có những các em đam mê về bóng đá, cũng tạo được thêm một số nhân tố để chúng tôi là tuyển chọn vào đội tuyển của U11 và U13 của thị xã Phú Mỹ. Những địa phương có phong trào bóng đá mạnh như xã Tân Hòa, phường Hắc Dịch cũng đã kịp trình làng lứa cầu thủ đầy triển vọng trong giải bóng đá thiếu niên nhi đồng thị xã Phú Mỹ 2022. Đặc biệt trong đội hình nhà đương kim vô địch U11 xã Tân Hòa có em Minh Tú đã lập hat-trick bàn thắng khiến khán giả vô cùng phấn khích. Vì vậy, Minh Tú nghiễm nhiên nằm trong danh sách các cầu thủ U11 Phú Mỹ tranh cúp truyền hình BRT lần thứ 3 2022. Ấn tượng nhất là số 10 của xã Tân Hòa, đó là cầu thủ Tú Messi. Vì bé có một cái phẩm chất đá rất hay nhưng mà vẫn đường bóng rất là đẹp nên mình thích những cầu thủ như vậy. Vui khi được 3 bàn thắng cho đội xã Tân Hòa giành chiến thắng. Con sẽ nỗ lực giành chiếc vô địch. Lễ bế mạc và trao giải giải bóng đá thiếu niên nhi đồng thị xã Phú Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 6. Sớm tổ chức thi đấu và tuyển chọn lực lượng, cộng thêm nhiều nhân tố mới chất lượng. Đội chủ nhà thị xã Phú Mỹ đang rất hào hứng lẫn quyết tâm cao hướng tới mục tiêu vô địch cúp truyền hình BRT mùa 3 năm 2022.